Tôi thấy nước đọng, tôi xách cái len ra tôi dứt. Tôi dứt thì tôi gặp một cái viên này nó nhỏ mà nó đẹp hơn cái viên bự mà lượm hai viên ở đây nữa. Dạ. Thì nó quá đẹp đi. Tôi mới lấy cái cục đạn gì mà đẹp dữ vậy, trong lòng mình là nghĩ cục đạn thôi chứ mình không nghĩ gì hết. Bởi vì mình đâu có thấy cái gì đâu. Cái này thì mình thấy con rắn ói là mình nói của ông bà cho. Cô thấy con rắn ói là sao? Ông gồng mình ông giỡn vậy nè, ông giỡn giỡn như ông gồng mình ông bò hết, nhưng mà hai cái hàm này nè nó no lên một cục bự ha, mà cái đầu ông thì hình tam giác nha. Dạ. Mà cái mình ông khoảng chừng ba vai à. Rắn màu gì? Rắn màu hơi xám xám. Xám xám. Xám xám tro á. Mà ngắn. Ừ mà ngắn. Mà cái đầu này hình tam giác. Cô thấy ông giỡn mình đang ổn. Ông ói á, ói ra. Ừ cái tôi tính bắt. Tôi tính bắt là tôi cứu ông, sợ ông ăn cái con gì mất ngạn á. Cái tôi tôi ăn tôi lưỡng đâu ăn mấy con vật mắc cổ. Ừ nó mắc cổ, bị gì mình có nghe trong nhắn thầy nó hồi xưa con cọp mà ăn xương tầm bậy rồi mắc cổ rồi thầy cứu đó cái mình. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với Châu Phú đi thăm một vị cư sĩ tại gia, vị đó là cô Mười. Từ giả gia đình quê hương để mà đi trở về núi tu, và bây giờ được đồng đạo bà con cho ở một cái ngôi nhà tạm bợ vị ở vùng Bảy Núi. Thì kính thưa vị, hôm nay Châu Phú đi đến đây là được chú Út Lựa chia sẻ là cô Mười được cái chú gắn đó vị, và ba chú gắn đi đến đây để mà nhả ra ba cái viên đá nghe rất là lạ kỳ quý vị. Cho nên hôm nay Châu Phú đi đến đây để tìm nhà của cô Mười, và được bà con huynh đệ chỉ đi đến đây. Thì Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau khi mà Châu Phú tìm hiểu đi đến đây đó, thì được biết cô Mười tu ở đây có mình ơn quý vị, và được huynh đệ đồng đạo cho ở một cái cốc tại gia quý vị, chỉ có mình ơn thôi. Ở đây thì không có ai can đảm dám ở đây ngủ mình hên nha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật chị nhà, thấy cũng rộng rãi quá nè. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cô Mười ơi. Cô Mười, cô Mười. Nghe ở đây nè. Kìa 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 cô Mười kìa vậy. Đó. Đây. Dạ dạ con Châu Phú nè. Ôi ôi cái cảnh gì đâu đẹp quá chừng luôn quý vị ơi. Cô Mười ơi. Ừ. Đi đâu cô Mười? Chích măng về ăn hả? Ừ. Mình ăn 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 nhiêu măng đó hả? Ôi ôi cảnh đẹp dữ cô Mười. Cô Mười giống như y gan Đà Lạt chứ cô Mười. Đâu tu ở đây cảnh đẹp dữ hả? Ừ, về đây ở mình có thể. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi. Ủa cây cỏ nó, này cây cỏ gì, cây bông gì mà đẹp dữ cô Mười? Nó giống cỏ cứt heo. Giống cỏ cứt heo ha. Xịt thuốc cỏ là nó lên vậy đó. À đẹp dữ hả ta? Ừ, đẹp ha. Trời ơi giống như vườn hoa Đà Lạt quá cô Mười. Bởi vì ở đây thích biết. Vậy ha. Về có mấy mực măng. Nói nghe nè. Con chút lửa chỉ cho con là cô ở đây nè. Ừ. Cho nên á là nghe nói cô Mười á là con đi lên trên cốc của Quân Hòa đó. Ừ. Thì hỏi thăm về cô Mười sao mà lâu quá không thấy về đây, cho nên đó là con hỏi thăm thì là chú Lựa với huynh đệ nói là cô có cái cốc tu riêng, cho nên con hôm nay con tìm đi đến đây đó. Và đặc biệt một điều con nghe chú Lựa nói là cô Mười khi mà về đây rồi đó thì là cô có thấy ông gắn ông nhả cái viên đá gì đó. Cho nên con tới đây để mà tìm hiểu và nhờ cô chia sẻ chứ kể mấy cái mẫu chuyện, tại vì mình về vùng núi linh thiêng thì mình phải kể những câu chuyện lạ lạ cô. À, cho người ta nghe người ta tu ha. Dạ, bây giờ nó nghe nè, ăn tổng cộng là được 3 mục vậy đó hả? Không có, luộc chừng mục à. Mà tại thấy ngon quá chích vậy đó. Măng này măng gì cô? Măng tre tàu. Tre tàu ha. Ừ. Đắng không? Không, nó ngọt ngay à. Ngọt hả? Ừ. Vậy à, luộc cái chấm muối tiêu. Trời ơi, hấp dẫn vậy. Thôi muối ớt mà tôi không có ăn ớt á. Dạ. Còn cái này thì cái bao xài á của thằng cháu nó làm á. Dạ. Thì nó rụng bây giờ mình lượm bao vô cho nó. À vậy đó ha. Ừ, lượm bao vô là đang để dành đằng sau nó bọc cái tấm khác. Cô về đây lâu chưa? Tính là để coi hình như cũng 3 tháng gì rồi á. 3 tháng ha. À. Rồi. Hèn chi cho Châu Phú lên chảnh mới học, không gặp mình ở trên không đó. Không có gặp, con đi lên chảnh con hỏi thăm hoài. À. Mà
nghe nói cô thôi giờ mời vô nhà nha. Dạ cô Mự là có cái cốc để mà tu riêng rồi đó, cho nên là được đồng đạo quá duyên. Rồi khi mà trở về đây đó thì thấy cô bộ an nhàn hay như thế nào, hổng gài có về cốc Quỳnh Hòa thăm Quỳnh Hòa không cô? Lâu lâu cái Quỳnh Hòa cho đệ tử xuống rước vậy đó hả, rước về chảnh rồi cúng lại rồi có lễ lọc rồi vậy đó. Như mới vừa rồi lễ 12 tháng 8 nè. Dạ. Của thầy Phật thầy á. À. Rước về chảnh nhưng mà mình ở đây đồ đạc gì có mình vậy thôi mình đi về. Dạ. Ở đây vì, là phía xa xa đằng đây là con thấy hình như núi Cấm phải không cô? Ừ, đây là dưới chân núi Cấm nè, phía này là ranh biên giới nè. À, vậy đó ha. À. Dạ, thấy ở đây cũng an nhàn ha. An nhàn không có dạ. gì chứ. Ở đây lộ, có lộ xe đi xuống đường Chi Tôn nè. Dạ, dạ, dạ. À. Đây, vậy tiếp tục đi vô coi. Đi vô, ừ, đi vô nhà nghỉ nha, đi vô nhà nghỉ thì nói chuyện. Ở đây chắc ăn rau, gừng rau này không có quá chắc không nè ha. Sáng ra mình hái mớ bình bát, rồi với bùn ngót rồi mình mặn cỏ đó, cái nó có đó, cái mình chừa lại. Vậy đó rồi ha. Có trồng thuốc dòi, rồi mía lau rồi đó mình nấu mình uống. Đó, không đó, có đó. Cái gì là có quá chắc hết. Cái rau này rau chay phải không ta? Rau chay nhưng mà rau này mình không có ăn, mình ăn rau chay bên đây nè. Đâu rau chay nào đó? Rau chay này mới ngon nè, rau chay này mới rau chay động mình nè. Ủa rau chay bên đây ăn nè, cái đường nước này nè cháu Phú. Dạ. Nước này bữa đó là mình lượm được viên ngọc ông rắn nhã ngay chỗ này một. Ủa? Viên nè. Ở đây đây hả? Ừ. Ở chỗ này có cái miếng cao su đó đó, mình thấy lên là gặp ông nằm đó đó. Rồi có gặp ông rắn luôn không? Gặp ông rắn luôn. Ghê vậy? Ông mới bò, ông mới nằm nữa một ngày nha. Dạ. Nằm một ngày cái điện chú Hòa xuống coi giùm coi cái điềm gì ngộ vậy. Chú Hòa nói xuống xuống ngoài mà chú Hòa không xuống thì sáng bữa sau ông bò vô đây nè, ông bò vô đây. Dạ. Đó là cái đó là cái con sao. Con rắn đó màu gì con? Con rắn cái này là cái màu nó xanh. Dạ. Là con rắn sau cùng. Dạ. Là nó nhả cái viên nhỏ. Dạ. Cái viên chút nữa vô cho Châu Phú coi. Dạ. Thì Châu Phú hỏi thì tôi nói thôi nghe chứ cái này tôi không có muốn cho ai biết. À và cái ừ. viên này thì gọi là viên đá đi cho đơn giản nè. Nói viên đá đi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nó mình gặp cái viên đá lạ vậy đó thì con rắn nó nằm đây. Còn cái viên mình bị gì mình như vậy mình mới biết là con rắn nó nhả viên. Dạ. Chứ khi không làm sao mình biết là cái viên này của con rắn nó nhả. Dạ. Thì vô đây kể hai cái viên trong nhà cho Châu Phú nghe vô nhà đi rồi. Ha. Ừ. Rồi vâng thì kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đi vô trong nhà của cô Mười. Ủa sao cửa bên đây con thấy bể cho anh cô Mười? Cái đó là cái kho hồi xưa của ông chủ nhà người ta để đồ để người ta xài á. Rồi khi người ta không ở cái cho người ta ở đó rồi trong đó là một lần xe máy móc đồ cũ đồ hồi xưa á. À. Mà ăn trộm lấy hết trơn. Dạ. Không có người ở á. Vậy đó ha. Ừ, rồi bây giờ cái nhà gì nè người ta cho mình ở mình tu nghe nó mình tu người ta thương người ta cho ở. Dạ. Rồi, về đây một mình cho mình cúng lại đồ với mình niệm Phật đồ nó rồi, nó dễ. Về đây vậy đó ở mình anh đây nè. Ừ. Con đi vô là con nếu mà kêu con ngủ ở đây mình anh chắc con không dám ngủ rồi. À. Tại vì nhà thấy cũng rộng quá rồi bên đây cửa tan ban ra nè. À. Đó rồi á là cô vậy cô sợ ma không? Không có sợ niệm Phật à. Nhiều khi cái nóc nhà vậy đó nhiều khi tối đụng đụng vậy thôi là cái lá gì mình nghĩ là lá dừa quét cái thật ra không có cái gì quét hết trơn. Quét là sột sạc sáng đêm vậy đó, vậy đó mà ngủ thì ngủ à không nhiều khi ngồi niệm Phật nó ống làm đùng đùng hết trơn vậy. À vậy chắc thì, con này con kia nhảy lên vậy. Người thằng cháu nó nói là con này kia nó tha cái gì đó ngang nó rớt nhưng thật ra không phải. Dạ. Mình càng quan sát là không phải. Dạ. Nhưng mình nghĩ đời này chắc không có cái gì nhát mình đâu. Dạ đúng rồi. Không có gì nhát mình. Ừ, mình niệm Phật mà mình ở. Dạ. Còn cái đó là nó riêng biệt chứ nó không có liên quan gì trong nhà chứ. À cái đó nó riêng ngoài. Ờ thành ra mình chứ nếu mà nó liên quan là sợ à. Dạ dạ dạ. Bởi vì nó trống lỏng à. Đúng còn rồi, trong nhà mình nó kín đáo lắm. Dạ. Vô nhà đi nghỉ rồi nói chuyện cho nghe. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì vâng kính thưa quý vị. Hôm nay Châu Phú trở về đây thì thăm cô Mười. Không sao, kệ để đại gì đi để con. Để luôn ha. Mình đi vô đường này sợ, đi ha. Sợ mưa tạt vô hết con. Ừ, mưa tạt cái lên bạn thiên đó, nó soi qua cái chậu bông đó. À, nên che chậu bông bạn thiên rồi có mưa thì che. Dạ. Như nắng quá cũng che. Dạ. Vì mình về luôn. Mình chọn hồi lúc mình về đây là cái nhà không phải gì. À. Giờ giấy lắm mà với kêu rắn rít đồ với kiến. Dạ. Với mà mối dữ lắm, nó ăn gụm hết trơn à. À, mới sửa lại đó. Vậy đó ha. Ừ. Mình về mình tự sửa mình ở. Bởi vì nhớ người ta cho mình cái nhà thôi. Nhớ cô là ở cốc Quỳnh Hòa rồi đó là đồng đạo đi đến rồi thăm cô đó. À. Rồi á là được nghe cô kể những cái câu chuyện. Đi mời rất là vui đó. Mời cho Phú vô nhà. Cho nên đi. Hôm nay con tìm đi đến đây để thăm cô coi cái cuộc sống của cô như thế nào. Dạ. Dạ trong nhà còn gạo không? Hết gạo rồi. Hết gạo mà ăn cũng có nhiều. Hết rau luộc ăn có khi 2-3 ngày vậy đó. Vậy đó hả? Mà cũng khỏe không có gì chứ. Ăn rau. Ừ.
rau luôn. Xung quanh nhà nè. Vậy đó hả? Ừ. Đâu trời ơi. Hái vô rồi luộc. Dạ thương vậy. Luộc rồi cái chấm với muối tiêu chứ nước tương ăn cũng khó ăn nữa. Dạ. Nước tương giờ sao mình ăn cũng không được. Ăn muối tiêu gì mà ngon. Ăn rau luộc muối tiêu. Ừ. Đó hái rau xung quanh nhà này nè, mình bằng cỏ đó mình trồng thuốc dòi cái mình cắt vô. À, cây thuốc dòi, cây tím tím đó. Vậy đó ha. Cái dưới mình trồng mà mía lau mấy đứa cháu nó cho để đằng đóng rồi đó. Dạ. Chặt cái nấu với lá dứa uống. À vậy đó ha. Ừ. Nhưng mà sức khỏe sao thấy ổn? Không, không có uống nước lọc luôn. Sức khỏe khỏe lắm. Khỏe con lắm. Cái tay mình nó bị tê mà không biết làm sao cho nó hết. Tê tê gì con biết gì con nó tê tốt. Nó tê mà đến đâu mình cầm đôi đũa mình chở đồ hay gì đó ha là nó mỏi rớt đôi đũa luôn. Lấy thuốc của nhà thuốc của chị Mỹ Lộc. Vậy hả? À, cho cô uống. Chứ thuốc tây là mình uống không được. Dạ thuốc Liên Hoa Sơn đó. Ừ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật thì vâng kính thưa quý vị. Hồi nhỏ tới lớn mình không có uống thuốc tây. Đây là cái nơi cốc của cô Mười. À, và bây giờ là đi tới đi lui bằng chiếc xe đạp này. Cái này là của người ta cho nè. Đèn đuốc gì của người ta cho không? À vậy đó. Chứ ha. Cô đâu có cái gì tiền đâu mà làm. Rồi. Chổng này của người ta cho ngủ nè. Dạ. Còn chổng cũng cho luôn. Ừ. Của chú xã đạo trưởng này nè. Dạ, dạ. Chú mới cho người ta chở lại đó. À vậy đó. Mấy ngày nay. Còn mọi bữa mình ngủ nè ha, để kể cho chú Phú nghe nha. Dạ. Cái này không phải mình nói là sự thật luôn, mình dạ. Tu hiền có sao mình nói vậy. Dạ. Chứ không có nói thêm đầu tiên gì thế nè, gì ngồi ở đây nè. Dạ. Ở sau cái chỗ cái lu nước này gì rửa chén nè. À đây ra đây kể cái vụ dạ. Tâm linh cho Phú nghe để cho cô bác ai có tâm đạo thì ráng lo tu. Dạ. Chứ mình thì hồi nào giờ tuy rằng mình cũng mới phát tâm đây thôi chứ kinh giảng mình cũng không có rành gì mấy. Dạ. Nhưng mà cái tâm của mình rất là hướng về thầy. Dạ. Với ở đây là cũng linh thiêng chư thần đồ linh thiêng lắm, khi mình cúng cũng có người hộ pháp mình biết luôn đó. Dạ. Cái đó là mình nói sự thật nha. Dạ. Mình ngồi đây. Dạ. Mình ngồi ngay đây một lần cái cây đu đủ đó nó nằm ngay chỗ đó. À. Ở từ rồi đó ổng phóng thì mình nghĩ là ổng được con nhái. Mà ổng có ba dai à. Cô thấy ông ông dài á. Vậy đó ha. Ừ, ông gắn đó, mình kêu ông dài không à. Dạ. Ông phóng đây cái mình mới đứng vậy Nam Mô với thật, Nam Mô với thật thì tới đó cái sau ông quay trở lại thì ông dạ. Quấn cái đuôi vô cái đũa ông rạp xuống cái ông nằm đây nè. Ở đây đây hả? Ờ ngay đây. Cây đu đủ nằm đó đó, đây nè cái gốc nó còn nè. Dạ. Nè. Đứng dài nè. Mấy hàng tháng mấy rồi? Cây đu đủ nhỏ hả? Cây đu đủ nhỏ, lá nó mới có 3-4 lá à. Dạ. Tôi về bằng cỏ rồi tôi thấy nó sống rồi thôi tôi để cho sống ngay chỗ này nè, cái này tôi mới lót. Dạ. Ngay chỗ này cái ông quật xuống đây. Cái đuôi ông quấn vô đây cái mình ông gồng vô đó ông ói ngay đó đó. Ói. Ở cái viên đá đó đó. Viên đá hả? Ừ. Viên đá đó là gần sao? Người ta thì người ta nói ngọc ướt nhưng mà tôi thì tôi kêu cháu tôi đồ với con tôi đồ nó nói cái đó là viên đá thì tôi cũng cho là viên đá đi. Vậy đó cái hả? Tôi tính dục rồi. Dạ. Tính dục rồi cái sao tôi thấy nó có ở trong cái viên đá nó có năm màu như ngũ sắc mình nhớ là hồi xưa ông bà mình nói ngũ sắc đó. Dạ. Thì mình mới lấy vô mình rửa mình mới thấy vậy mình mới nói với cháu mình nói thôi gì để lên bàn thờ gì cúng đi. Dạ. Đó, chứ đừng có nói gì hơn nữa chứ đừng có đập ổng để cho ổng ở đó thì ổng nằm ở dưới đó đó chú ổng yeah. Chung với cái đít giạt chỗ rửa chén nó nằm ở dưới yeah. Thì sáng lại đó là tôi để lần thờ tôi mới đưa cháu ngoại về Bình Dương yeah. Thì cháu ngoại tôi nó ở nó đi chơi bên kia kìa à. Cái tôi kêu con ơi con đừng có về nghe để gì mượn bà ngoại mượn người ta bắt con cái con rắn nó đi rồi cái con hãy về mình sợ nó về nó rửa giò đây ổng cắn yeah. Thì nó không dám về thì tôi đi mượn ai bắt cũng không bắt luôn thì về tôi gặp ổng cũng còn phanh đó cái tôi không có cho nó ra nhưng mà tôi kêu nó vô toilet đó muốn mặn gì thì vô trong đó nó cũng sợ nó không dám ra mà tôi không dám cho nó coi cái viên đó yeah. Tôi sợ nó nói cục đạn rồi nó dục à. Nó mà nó đẹp rất là đẹp đến chút tôi mở ra cho chút thôi bởi vì tôi mai hả? Tôi mai vô đây rồi đâu mai đi đâu mai đâu máng trong kia kìa à máng trống hả ừ vậy đó ha ừ cái gì cái đi nó nói hết cho chú nghe chút yeah. Cho coi đó ha rồi thôi cái tôi sáng lại tôi mới đi Bình Dương yeah. Đưa cháu ngoại dẫn tôi ở 20 ngày mà tôi cho hai trọng sư vô đây ở cũng 20 ngày mà tại sao không gặp cái viên sao yeah. Mà khi tôi về tôi rửa chén thì tôi gặp nằm đây một viên nữa viên nằm chỗ này tôi ngồi đây tôi thấy ở dưới đây nè yeah. Nằm chỗ này nè yeah. Sao nó chết tôi nói ủa sao cái viên của cái viên đá ngày hôm qua rắn nó ói mình lượm mình đem mình dẹp trên đường thờ sao bây giờ ai chắc hai trọng sư này lấy ra coi rồi bỏ đây chứ gì chứ yeah. Tôi mới lấy cây tôi khều cái đó tôi lượm cái chân chỗ ngoái là chỗ này nè yeah. Nó cái hình ổng quật cái đu đủ nó ổng gọng ngói đây dạ ói rồi là ổng xỉu đó luôn đó dạ ổng ổng xỉu luôn lượm vô thì tôi lấy cái hộp ngọc hộp trong đó ra thì thật ra là còn cái bữa nọ cái người ta nói cái này con điện lên cho con tôi mới hỏi ông sư nào ở trên phố đó dạ. Nó bị nó đi chùa qua hỏi thì nói cái đó là ngọc ướt dạ với mấy cái cô dưới Long Xuyên cũng bên sư cô á người ta nói cái đó ngọc ướt đó bà ơi bây giờ bà tâm niệm mà muốn cái gì thì bà cứ ướt
ăn chay tôi. Ước cho ăn chay nó về ăn cơm với mình một bữa. Hồi đó giờ mình bôn ba, mình lo mình đi mần ăn rồi, mình không có gần con mình cũng đi mần. Mình cũng đi mần. Rồi giờ nó lo đi mần ăn dữ lắm, nó mần xứ này xứ nọ hoài. Cái ước gì mình ở đây cho con mình nó biết, để nó về với mình nó ăn cơm mình một bữa. Dạ. Mình tâm sự với nó, mẹ con giờ mình cũng lớn tuổi rồi chú. Dạ. Biết chết nay sống mai, lỡ mình chết con mình không gặp mình. Rồi cái sao mà qua ngày sau cái nó về. Dạ. Nó về thì nó vừa. Ước bao lâu? Ước bao lâu? Ước cơn đêm là sáng qua ngày sau nó về đó. Dạ. Mà hồ nó về, nó cũng không có điện, nó nói nó về nữa. Dạ. Theo người ta điện gì trước nó, mẹ ơi bữa nay con về với mẹ hay gì đâu, không nghe nói mà. Cái nó về cái vô cái nó thấy điện người ta câu không được, nó sợ chạp vì nó bên ngành điện nha. Dạ. Nó mới ngồi nó đang làm điện thì chú Hòa đi xuống tới với cái băng người ta đi phát gạo. Dạ. Chú ghé vô chú rủ tôi đi thì tóc đi. Đi rồi thì tính chú về để mình về với con, chú không về. Cái tới đứa con gái tôi cũng ước con nó về đây với mình, bị hồi mình ở đây thì con nó không có chịu về. Dạ. Nó nói nó không có về đâu, kêu đem cháu ngoại về đây cho học trường học gần đây nè. Dạ. Cũng đưa rước cho con nó yên tâm nó mằng. Dạ. Mình cũng có cái tâm nguyện là lo cho cháu, cho con nó ở xứ người, thấy nó sống mẹ con mà sống không có chồng. Chồng nó ly dị lâu rồi, ly dị 6-7 năm nay rồi, thấy con tội nghiệp sống buôn ba xứ người đó. Muốn cho nó về đây quy tụ mà có cơm có muối ăn muối, chứ về xứ nhà đi. Mà con không đứa nào chịu về, tôi cũng buồn lắm. Cái sao tôi ước, cái sao qua ngày sau, cái bạn nó chở bằng xe bốn bánh đó chú. Chở về đậu đó thì vô nó về là nó định ở, nó đi giếng núi đồ nha. Không biết làm sao mà cái người mà chạy tài xế về đó thì nó nói nhà có chuyện. Tóc về liền đâu, 8-9 giờ tối vậy, tóc về liền không ở được ngày nào. Bị cái ngày 2 tháng 9 lễ đó. Nó mới được nghỉ đó, là nó về được có một bữa à. Dạ. Mà không ở được đêm nào hết, 8-9 giờ tối cái đi. Đó. Rồi. Cái sau tôi mới, thằng cháu tôi nó thấy tôi mằng đây nè, mà nước đọng lên trước này quá, nó mới kêu người ta dít. Dít thì nó dít dòng tới đó, cái sao nó ngưng. Cái tôi thấy nước đọng, tôi xách cái len ra tôi dít. Tôi dít thì tôi gặp một cái viên này nó nhỏ mà nó đẹp hơn cái viên bự mà lượm 2 viên ở đây nữa. Dạ. Thì nó quá đẹp đi. Tôi mới nói cái cục đạn gì mà đẹp dữ vậy, trong lòng mình là nghĩ cục đạn thôi chứ mình không nghĩ gì hết. Bởi vì mình đâu có thấy cái gì đâu, cái này thì mình thấy con rắn ói là mình nói của ông cô, bà cho. Cô thấy con rắn ói là sao? Ông gồng mình, ông giỡn vậy nè, ông giỡn như ông gồng mình, ông bò hết. Nhưng mà hai cái hàm này nè, nó no lên một cục bự nha, mà cái đầu ông thì hình tam giác nha. Dạ. Mà cái mình ổng khoảng chừng ba dai à. Rắn màu gì? Rắn màu hơi xám xám. Xám xám? Xám xám tro á. Mà ngắn? Mà ngắn. Mà cái đầu này hình tam giác. Cô thấy ông giận mình đặng ổn. Ông ói á. Ông ói ra. Cái tôi tính bắt. Tôi tính bắt là tôi cứu ông, sợ ông ăn cái con gì mất ngạn á. Cái tôi tưởng đâu ông ăn. Tôi tưởng đâu ông ăn mấy con vật mắc cổ. Nó mắc cổ. Bởi vì mình có nghe trong nhắn thầy nó hồi xưa con cọp mà ăn xương tầm bậy rồi mất cổ rồi thầy cứu đó. Cái mình cũng muốn cứu nó, mình cũng có tấm lòng mình sợ nó chết. Dạ. Vậy cái tôi mới nhớ là cha tôi nói gì nè. Nếu mà con vật con nhíp được con trăng hay là con rắn độc gì mà nó ăn con gì đó thì mình bắt nó không có cắn, thành ra lúc đó tôi không có sợ, không sợ cắn. Tôi mới tính bắt thì tôi thấy ông ọi ra. Yeah. Tính thò tay không bắt là ông ọi cái cục nó văng ra. Ghê vậy? Văng ra ngay chỗ này nè. Tôi lượm lên thì nó nhớt, bị vì cái nước miếng của ông đó. Yeah. Nó nhớt nhợt à. Tôi mới thấy lên tôi múc nước đó, tôi rửa sạch rồi tôi vô, sao tôi thấy đẹp quá. Thấy đẹp thì đẹp, cái tôi đâu có biết chụp hình. Yeah. Cái tôi vô cái thằng cháu ngoại tôi về đó, tôi nói con chụp cái hình này lại cho bà ngoại coi. Cái nó đòi xin cho, tôi đâu có la, tôi đâu có cho. Yeah. Cái tính lên phe với cháu đó, mà họ phe với con mình đó, mà sao khiến gì không có phe. Bị mình biết nó không có tin. Dạ. Điện cho nó nói một câu gì mà tôi giận tôi không phe luôn. Nó nói mẹ tào lao quá. Dạ. Tôi nói, dạ. Nó gắn nó cho tao viên ngọc nè. Nó nói sao mẹ tào lao. Cái tôi, dạ. Tôi thấy vậy tôi buồn, tôi không phe nó luôn. Dạ. Tại vì nhưng đó. Mà nó cũng tin nghe. Đúng rồi. Nó cũng tin, nó mới về. Nó tin, nó nói là cái viên đó là nó quý lắm đó mẹ. Dạ. Mẹ đi đem lên phố mấy tiệm bạch kim á, mẹ thử đi. Dạ. Cái, mà Ngọc mà đâu có đi thử bạch cái kia. Tôi không chịu. Dạ. Tôi không chịu, tôi nói không được con. Cái này là cũng như của ân trên ta cho mẹ mà đi thử vậy nó mắc linh nghiệm. Dạ. Nó thử bắt được vậy đó. Dạ. Ông hai nghe vậy ông mới mượn. Dạ. Ông mới mượn là ông ước. Dạ, thì tôi cũng cho nữa. Dạ. Cho đem mà tôi đã mai vô miếng giải rồi. Dạ. Thì ông đem về ông ước cái vụ ông nói bà mừ tôi ước thành công rồi đó. Trời mà ơi. Không biết ông ước cái vụ gì. Vậy à. Ông ước cái vụ gì đâu với nhà ông rồi ông điện dưới nói là được. Dạ. Rồi sao mà cô ước là gặp con cô sao cô không ước, cô không có nhà nè mà sao cô không ước được cái nhà lầu xe hơi vậy mà cô ước được gặp con à? Tôi nói chung ra vậy nè chú,
tôi giờ cái tâm tôi nghĩ là tôi có sức khỏe, ngày tôi ăn hai bữa cơm, không có gạo thì tôi hái rau tôi luộc tôi nó ăn vậy đó. Miễn tôi có sức khỏe là tôi niệm Phật là đủ rồi. Tôi không có mong có vàng, có dòng, có nhà lầu xe hơi gì hết. Vậy bây giờ cái điều ước của cô còn mong ước gì nữa? Bây giờ tôi ước là cái chánh điện tôi thờ, hiện giờ tôi thờ thầy đó. Dạ. Mối nó ăn hết trơn mà tôi không có tiền để tôi làm một cái dách để thờ cái ngôi Tam Bảo cho nó chu đáo một chút. Bây giờ nè, mối nó ăn gụm hết trơn. Mà không gài, tôi nói con mà con tôi đổ chắc nó không có tiền, nó không về đó. Chứ nó có tiền nó về làm cho tôi rồi. Dạ. Nè, thấy cái này là cháu nó mới làm nha, hồi một lần nó ăn sập xuống hết trơn, cây cối sập, cháu nó mới sửa lại. Dạ. Mà nó đè nó không biết. Dạ. Nó không hiểu cái này là cái này nó dán là mặt cưa luôn không à. Dạ. Rồi mối giờ nó chui vô trong nó ở trong nó ăn cái hình thầy kìa. Kìa. Dạ. Ăn cái hình thầy muốn lủng vô luôn rồi kìa. Dạ. Mà giờ tôi không dám đụng, đụng sợ nó sập xuống. À, dạ. Đó. Giờ tôi chỉ ước là sao mà làm cái này là cho nó khang trang á. Dạ. Để mình cúng lại hàng ngày vậy là đủ rồi. À, dán ép rồi ha. Dán ép. Nè, kìa nó ăn gụm rớt xuống đó, đó à, lỡ đó chú. Bây giờ chú đập cái cứt mối rớt xuống trong này nè, cứt mối rồi. Nè. Được rồi, kệ đi. Thấy không? Dạ. Đập sợ sập xuống luôn á. Dạ. Thành ra sợ lắm, hằng ngày cúng cứ sợ. Sao không ước có cái nhà tường, nhà lầu xe hơi gì chứ không ước có. Thì bây giờ cái nhà này của ông chủ đất này ông cho mình về là quý rồi. Dạ. Mình ở kính mưa kính nắng, mưa nó có dột chút đỉnh cũng ấm cúng cũng không sao. À, mình ở được rồi chú. Dạ. Mình không ước gì hết. Rồi ở đây vậy là muốn làm cái này vậy là có thợ không? Có thợ nào làm tiếp cái này cho cô không? Mình cũng chưa biết nữa. Vậy đó hả? Mình con thì nó nói để con về con làm cho mẹ mà mình độ bởi vì chứ nào nó về nó không có tiền, nó có xin tiền tôi về cho con nó uống sữa á. Dạ. Rồi à, con thứ Út á, nó có gửi tiền về mà nó cứ nó nghĩ là gì nè. Bà mẹ mà bà có tiền trong mình bà ra bà thấy ai đói bà móc bà cho hết trơn à. Dạ. Mà thật sự là gì bữa chú Hòa cho tôi chục ký gạo. Tôi về tôi thấy cái nhà cô này có 6 đứa con mà qua thấy ăn mì tôi hỏi sao vậy? Nó không có tiền mua gạo bà ơi. Bà cho mấy gói mì qua đó con nấu cho con ăn. À, bị tôi xách mì qua tôi cho. Rồi cái tôi thấy vậy tôi về tôi xách chục cái gạo qua tôi cho hết trơn. Thôi làm sao tôi hái rau tôi luộc tôi ăn. Dạ vậy ha. Ừ. Dạ thì thưa cô, con cũng nghe cô nói đó. Rồi cái viên ngọc vậy đó là tổng cộng cô được 3 viên. Và thứ hai đó là cái hai tấm vạc mà để chảy đây nè. Hồi bữa đó là trong nhà này không có cái gì hết trơn á. Ngủ ở đây kiến lửa bò vô cắn dữ lắm. Ủa? Luôn. Cái viên nào? Cô chỉ cái viên mà cho chú Hòa đó. Không, hồi nãy con nhớ cô chỉ viên thứ hai nó nằm ngay ở ngoài cái kẹt gì cô khều ra đó. Ừ, nhưng mà ông rắn thì ông vô ông nằm đây. Lượm thì không có thấy ổng mà thấy cái viên điên đó mình lượm thôi. À. Rồi khi mình lượm vô rồi á là mình nghĩ là cái viên này là cái viên gì mình không biết nhưng mình không có thấy con rắn nó ói gì hết. Dạ. Thật sự là gì? Rồi khi mình vô mình ngủ thì ngủ ở đây có hai tấm vạc trải về. Dạ. Mình mới trải chiếc chiếu lên, mình trải cái mền lên ngủ. Thì khi sáng mình cuốn thì mình dở tấm vạc lên là ổng nằm ngay chỗ góc này. Ông rắn càng sao nữa? Ông rắn này là cái màu ổng hơi đen. Dạ. Mà cái đầu ổng nó không có như cái con rắn trước. Dạ. Thì người ta nói là con rắn trước là con rắn cái, còn con rắn này là con rắn đực. Mà dài không? Nó cũng cục chứ không có dài, mà nó hơi dài hơn con rắn trước. Dạ. Con trước nó cục hơn. Bự hơn. Bởi vì ông bò vô đây mình mới thấy ông dài nha. Dạ. Chứ ông nằm thanh là mình không có tưởng được là bao dài. Rồi cái tôi mới dở giạc lên rồi, tôi cũng không dám động ông, bị tôi cũng điện cho thằng Long nó. Long ơi, giờ nhà 10 rắn nó vô vậy vậy đó. Với dạ. chú Hòa nói. Rồi cái thằng Long nó nói vậy nè. Vì 10 đừng có đụng ông, đừng có đánh ông thì ông không có cắn đâu. Dạ. Thì ông bò vô đây nè chút. Ông bò vô đừng làm ông bò yếu lắm nha. Dạ. Đây, ông bò vô đây, cắm chung vô đây. Chứ mình cũng không có dám đi vô liền. Dạ. Mình mới đi vòng đường dưới mình vô trong đây. Hồi đó chưa có cái đèn đâu, rồi cái đèn pin nhỏ. Hồi đó cô ngủ ở dưới đây ha. Ờ ngủ dưới đây. Lúc cái chưa có cái chổng phải không? Cái chổng là mới cho đây ngủ được có 2 đêm là đi lên lễ đi lễ tới nay mới về á. À vậy đó. Về mới lậu ra chích măng vô tính luộc ăn á. Dạ, dạ, dạ. Đây nè, mối với kiến ngủ đây kiến lửa, mối nó cắn tôi gần chết luôn nha đó. Vậy đó ha. Rồi ông chung nằm đây cái tôi cúng ha, tôi ngồi tôi cúng thì tôi thấy ông bò vô đó đó chú. Dạ. Bị tôi giái. Tôi giái chư thằng ở đây có linh thiêng thì đổ cho con cho ổng bò đi chứ giờ con đập thì con cũng không dám đập. Dạ. Mà con bắt thì con cũng không dám bắt, rồi tối con ngủ đâu. Dạ. Bởi vì ngủ đằng đó thì nó ngay bằng thờ. Dạ. Thành ra ngủ nằm sát đây nè, trải giạc đây nè. Thì giấy một chút cúng xong thì ngồi đăng niệm Phật đó thì ổng bò vô đó đó. À, thì một lát mình cầm cái đèn pin mình đi bọc đường dưới mình rọi thì thấy ổng khanh chỗ này nè. Chưa có mở cửa. Bây giờ còn không? Ổng đi rồi. Đi có 2 bữa sau là ổng đi mất tiêu à. Đi biết đi đường nào không? Người ta nói là mấy cái ông rắn mà nhả ngọc với là đi ra đồng bỏ xác. Chú hả? Thắng ở trên cốc nói vậy đó. À. Chứ à, không có còn. Bởi vì con rắn mà nó tu mà nó được một cái duyên như vậy trong mình nó nhả ra rồi là
từ cả 2000 năm, 1000 năm chứ không có ít. À, ừ. Là bà cũng như bà có cái duyên lắm chứ thằng mấy độ bà mới cho bà gì. Với hơn nữa có cái này chú tôi bệnh gì bệnh chứ tôi uống thuốc tây không được. Thành ra bệnh nhất bệnh tê mua thuốc tây về uống đi giặt con nó mua tôi để một hộp. Với con thấy cô cũng lạ đó. Cái đặc biệt cô lớn tuổi nhưng mà cô có một cái mái tóc rất là lạ, dài dữ lắm, dài khỏi đầu gối nữa. Mái tóc này trước giờ dài vậy hả? Tôi cắt mấy lần á. Cắt mấy lần hả? Ừ. Vậy đó ha. Cắt mấy, để lại cách đây chắc cỡ gần 4 năm à. Hồi trẻ tóc của cô dài dữ không? Dài, dài mà đen lắm mà nhiều lắm. Mà cô là chuyên để tóc dài vậy đó. Để vậy chứ không, bây giờ cha hồi đó khó lắm, cha nhà nho mà. Dạ. Hồi đó ông có cung cửa kỳ quan, ông đọc tiếng nho đó. Rồi cha đó khó lắm. Hồi xưa con gái thì thích chải tóc 73 nè, chải bên đây nhiều, ít bên đây nhiều nè. Dạ. Đi đám thì kẹp xuống. Cha không cho đâu. Vậy đó ha. Cha đó khó cực kỳ lắm. Rất là đặc biệt nha. Không cho cắt tóc, không cho cắt cái đuôi luôn. Dạ. Để cho dài tới đâu dài. Cô Mười á thì kính thưa vị, rất là hiền quý vị. Và đi về núi vài năm giếng để mà ở cốc Huynh Hòa để mà tu rồi làm công quả. Thì Châu Phú thấy rất là thương cho nên hôm nay đã trở về đây để mà thăm cô. Được biết cô tê tay, hôm nào cũng rủ chị Mỹ Lộc ghé thăm cô ha. Bây giờ là cô nó tê mà nó đến đổi mà nó đụng vô đây là đau dữ lắm, mà cầm đôi đũa sơ đồ không được. Dạ cô làm ơn chia sẻ đó cô. Ừ. Là cái còn hai viên ngọc thì là cô cắt ở đâu rồi? À, bữa hổm cái cô với ông Xuyên cũng đồng đạo của điện nên cô biểu tôi là mai lại rồi máng vòng cổ đi, rồi tôi đeo gì tôi mới lột ra tôi máng đây. À. Ừ, cái viên nhỏ thì tôi mai dưới viên bự ấy giờ lên cần cổ đeo luôn. Ờ rồi để tôi tháo ra cho chú coi ha. Dạ, đâu tháo, đâu tháo. Là nè, tôi đi đâu thì tôi đeo lên vậy nè. Đó. Tôi may, tôi lấy cái miếng vải tôi may đồ còn dư cái miếng vải xéo xéo rồi cái tôi may thí vô rồi sao nó thành vậy đó. Đâu, chứ hồi mình may mình không có tưởng tượng là may gì nha. May tự may nha. Tính may vuông nha, tính may vuông bỏ vô. Tìm nha vậy. Rồi may sao mà nó hình thành hình gì. Rồi nó có cái số 3 4 số 9 cái tôi thấy nó nhọn kỳ quá cái tôi bật lên sao nó nằm gì nè. À. Chứ mình cái ý mình không có muốn làm gì. À vậy đó ha. Nhưng mà khéo. May may kết hồi cái sao nó vậy đó. Nó giống cái trái tim ha. Dạ giống trái tim đâu còn buồn ha. Ừ đó. À, kính thưa quý vị, đây là cái hai viên ngọc mà Châu Phú lúc đầu mình cũng đã biết là đó là chắc là ngọc nhưng mà là mình kêu khéo viên đá cô. Tại vì là sợ cháu bà con nó, cháu tôi nó cũng nói viên đá chứ đúng rồi giờ bà con huynh đệ ta nói mình á là nói thêm nói này nói kia cho nên con rất là ngại vụ đó. Và cô hôm nay được cái chia sẻ những cái câu chuyện đó thì hy vọng quý cô chú anh chị cũng comment lên kênh ha, không biết đây là viên gì, nhờ cô Mười sẽ làm ơn tháo cho con quay cho bà con xem thử coi cái đó viên đá hay viên gì, bà con comment lên thấy cô Mười. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thì cũng cũng không có nói mà để cho người ta nói mình chuyện mà không có mà nó có. Tôi cũng không nghĩ cái này là ngọc gì đâu nhưng mà chính mắt mình thấy con rắn nói vậy đó. Dạ. Thì mình nghĩ đây là một cái điều linh thiêng của ơn trên cho mình. Dạ, chị ngồi đây chứ không phải dạ. Không phải tự nhiên mà ai cũng được như vậy. Dạ. Mình nghĩ là như vậy. Dạ, điều may mắn ha. Ừ, điều may mắn của mình cũng như là có người hộ pháp vậy đó. Dạ. Mình mới được như vậy. Không thấy đường rõ ha, lấy kiến đeo vô. Ừ. Không thấy đường. Tháo cái viên đá nha. Tháo cho chú coi. Gọi là viên ngọc đi. À, cô tháo từ trên sao? Tháo đi rồi mình nữa mình đổ vô hộp. Đổ sao không khâu lại, mai đeo nữa đi cô. Hả? Đeo mằng cái mồ hôi cái nó dơ lắm. Con thấy đẹp đó. Vậy hả? À, con thấy cô khâu gì nè, lại nhẹ nhẹ thôi, đằng nữa mình khâu lại. Ủa mỗi bữa cô khâu đường nào? Ừ, khâu thí vậy đó, cứ tới đâu thì kết lại sao mà nó thành vậy đó. Thấy nó mấy cái này cái gốc giải á. Dạ. Cái mình kết cái mình tính lấy kéo cắt, mình nghĩ cắt thì không? Chắc nó đổ lòng ra. Thì thôi mình để vậy luôn. Lạ quá vậy. Kết thí sở thí vậy đó. Cô kết lại đang cô đeo. Ừ. Ha, bây giờ là sợ để ở ngoài cái mình quên á. Cô mai mốt của mình làm cái giải màu hơi màu già, tính là màu già đó mà không có rồi bữa đó đi, cái này là mình may đồ mình mặc nè, rồi cái sau mình lấy cái bọc chỉ ra cái nó còn có miếng này một mình đưa vô màu đỏ đi để mà vô mình không sao thì tính mua với giải màu, là cái giải màu đỏ đó mà tượng trưng cho tam bảo. À. Nếu mình đeo vô trong mình thì sợ không nên ha. Không nên. À. Ha. Thì bữa hổm tôi cũng nói tính đeo màu đỏ đó mà cái cô đồng đạo với Long Xuyên điện lên không cho.
Vậy không hả? Cho mai màu đỏ, tôi mới mai màu này của nó. Màu được. Này cũng được. Màu này là màu lam nè. Dạ, lam cũng được ha. Mà màu áo của mình, cái áo của mình mặc đó, chồng áo bà ba mình mai, mình cắt hôm nay luôn á. Dạ. Tôi cắt đồ, tôi mai, tôi mặc ra. Vậy đó ha. Chú bà đâu mua đồ, tôi đâu có cho. Nhẹ nhẹ nghe cơ, mình để chúng tôi mai, mai đồ tôi mặc không à. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là cái... Để cho cho đồng đạo coi, để đồng đạo biết rồi cái chuyện trên trước linh thiêng gì đó, để ráng mà lo niệm Phật tu hiền. Cái đời bây giờ mình đã là khổ cực quá nhiều năm rồi, bây giờ không có còn nữa, mình tranh đấu quá thì cũng không có đem theo được cái gì đâu. Giờ tôi chỉ ước sao mà mạnh giỏi, rồi chỉ có no để có sức khỏe để ngồi niệm Phật là đủ rồi. Con cháu bây giờ cũng ít có quan tâm nhiều, chứ hồi đó thương con thương cháu nhớ chịu không nổi. Mà bây giờ bỏ hết trơn được. Chứ hồi đó cái thằng cháu ngoại đó vắng đêm không được á. Nhớ nó bữa hổm tự nhiên nó điện về, nó nói cái tội nghiệp, cái thôi con về ngoại chơi ít bữa đi nghỉ hè đó. Cái này đúng là mình tháo từ mé trên đó ta. Hả? Này tháo từ mé dưới rồi hả? Mai mai thiết rồi, bây giờ không biết cái đường nào, bởi vì mình kết kết vô cũng như là mạng luôn á. Tháo, kính thưa quý vị, bây giờ đang tháo cái viên ngọc ra. Tôi muốn cắt luôn nè. Thôi đừng cắt. Nếu mình kiếm giải khác mai chứ tháo chắc khó. À vậy đó ha. Ừ. Không thôi. Phải rồi, mình lấy kéo mình cắt chỉ á. Đúng rồi đó. Hồi mai giờ kiếm như mình xỏ vô cho nó dẻ á. Dạ đúng rồi. Mình xỏ vô cho nó dẻ cái này là cho nó đừng có phiều phiều á. Dạ. Chứ mình không nghĩ là mình tháo, thành ra mình mai nó không có đường lối gì hết trơn á. Kéo này nó không có nhọn nữa, sao cắt chỉ đây. Đâu thọt vô được đâu. Đó vậy thọt vô không được. Chỉ có cái này. Lâu, tháo nó lâu nè. Dạ. Bây giờ hai cái tay mình nó tê vậy. Cái chân trúng tay nghe con. Vợ Út Lựa chưa qua á. Nói á, tôi nói tôi không có chịu cho quay lên nha. Tại vì á, vợ Út Lựa nó không sao bà, đừng cho thấy mặt bà. Tôi nói không được. Vậy cái nói quay đi đặng cho đồng đạo đồ người ta ủng hộ bà đang làm cái vết nhà lên cho bà. Dạ. Wow, mai sao đâu mà hết biết đường tháo luôn quý vị ơi. Bị tôi nha, tôi mạng kiểu như làm phi á. Dạ. Không cho nó đẹp á. Cứ hả chỗ nào phiều phiều là tôi kết xuống à. Khéo quá. Nè, cái này cái đầu nhọn, cái miếng vải nó cũng ngộ nha. Quay cái viên ngọc sức mồ hôi. Hồi mà cái chưa có chiếc xe này. Thành ra đâu có gì chợ được mà mua giải. Ở đây không có gửi ai được hết. Cái tôi mới vô lục sao tôi gặp cái miếng này tôi lấy tôi mai nè. Ừ, để hai viên ngọc này sức mồ hôi luôn rồi. Không, cái miếng này chắc cũng cô gửi kiểu này chắc là mai lại miếng khác rồi. Ừ, là mình cắt ngang đi. Chứ mai cái tháo khó. Đúng rồi đó. Cái thưa vị bây giờ cắt ngang để mai. Ồ, viên ngọc đẹp chứ hả? Ừ, nè. Viên này là gắn đó. Này là chính mắt mình thấy nha. Dạ. Rõ ràng nha, không có nói, không có nói bậy bạ được. Ồ, cái viên này đẹp lắm nha cô. Hả? Viên của chú Hòa cũng tương tự, mà viên của chú Hòa là chỉ có một màu này thôi. Dạ. Nó không với mấy cái chấm này thôi, chứ nó không có cái màu gì xanh này. Dạ. Còn cái này chú thấy hai màu ha. Tự đẹp chứ. Màu xanh ngọc với màu ấy, còn cái này là năm ngũ sắc nè. Dạ. Đây còn ngũ sắc á, năm màu. Quý vị, đây là viên ngọc mà cô trang trọng nha quý vị. Cái viên này bự hơn cái viên đạn cu ly rất nhiều nha. Nè, viên này là con rắn nhỏ nè. Rắn nhỏ nó cho nè. Nó có hình chữ S nè ha. Cái viên này là viên viên sao đó. Ừ, rắn nhỏ đó. Dạ. Còn 3 viên lận. Là... 3 viên nhưng mà nó cách nhau cũng khoảng tháng á. Dạ. Bởi vì tôi đi lên viên tôi ở lên lâu lắm tôi mới về. Dạ. Đây nè vị, viên nhỏ, viên bự nha quý vị. Đó là cái viên này là cô thấy gắn nhãi ra hả con? Nhã đó, ối đó, ối. À. Kính thưa vị, đây là giờ gắn ối ra nha quý vị. Nhưng mà bây giờ là cho Phú cần cái đèn để sôi, để gọi. Gọi cái này cô cầm vô con này ha. Ừ, coi nó phải quý không ha. Coi cái viên ngọc này như thế nào, tại vì con nghe người ta nói. Nè cô thấy, chứ thấy không nè. Dạ. Nha, cập chú thấy với gặp cho nghe cập vậy nó, dạ. Nó cứng dữ lắm. Đặc biệt quá ha. Nó tôi thích cái là năm cái màu trong cái viên mà nó lủng lỗ vô nè. Dạ. Mà nó vẫn bóng. Đáng lẽ nó lủng lỗ thì nó sừ ha, mà nó vẫn bóng. Cái viên này á nó trong nha. Trong nha quý vị. Quý không? Kính thưa quý vị, bây giờ là cho Phú quay nè.
nè quý vị. Cái viên này á, cái đèn gọi vô á là nó trong xe nè quý vị. Nè. Cũng thấy mấy cái chấm màu hả? Dạ đây nè, nó trong nè. Cũng bên trắng bên xanh ha. Là viên này giống như là đá thiệt vậy đó. Nè. Khi mà đèn chiếu vô nè, trong chỗ qua luôn nha quý vị. Đá thiệt ha. Đá thiệt. Nè quý vị. Trong chỗ qua luôn. Chứ không phải đạn cu ly ha. Dạ. Tôi nghi cứ sợ đạn cu ly mà mình gặp nó ói mà đạn cu ly gì. Dạ. Có cái này mới nghi đạn cu ly nè, bị không đó thấy thì nó ói. Nghi đạn đó. Ừ, không thấy nó ói. Dạ, cái đó thì con nghi đạn ha. Ừ. Mà sao mình cũng thấy con rắn nữa. Gì đó hả? Rắn nằm kế bên chứ không thấy ói. Dạ dạ dạ. Cái viên này là ói nha quý vị. Viên này là ói ra. Nhưng mà là cái viên này thì thấy là cái ánh sáng xuyên nữa quý vị. Xuyên qua luôn hả? Dạ, ánh sáng xuyên nè. À, vậy là nó làm sao? Nghiên cứu coi. Dạ. Chú Hòa cũng chưa biết nữa. Con cũng thấy lạ. Chú Hòa thấy thẹo đẹp đẹp thì tặng cho chú vậy thôi chứ mình cũng không biết nó làm sao. Vậy nè ha. Ừ. Thì bây giờ mình cứ tân trọng là của trên trước cho mình thì mình để dành vậy thôi. Dạ, cho Phú sẽ làm một cái kiểu mới nữa coi. Làm sao? Kiểu gì? Để che, lấy cái bóng tối thử coi. Dạ. Vậy tắt đèn đi. Hay sao? Không, được rồi con. Bởi tôi nói kiếm người nghiên cứu coi cái này nó là sao. Cái viên này nè, vô là chỗ qua luôn. Sáng chỗ qua cái viên ngọc luôn nha quý vị. Chỗ vô là tốt hả? Dạ, thường thường á, nghe nói chỗ qua cái viên ngọc này nè là tốt nè. Còn không chỗ là xấu ha. Đó. Rất là đặc biệt nha quý vị. Thì quý cô chú anh chị mà có nhìn thấy đó, mà biết được đó, cái hàng thật hàng giả thì comment lên kênh cho Phú nha. Đây nè. Khi mà cái ánh sáng chiếu vô là long lanh nè. Bằng đêm nó chớp lắm á. Dạ. Bằng đêm mình để nó dần dần nó sáng lắm. Lạ quá. Đặc biệt quá. Rồi cho Phú mời vị tiếp tục chương trình nha. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị. Đây nè quý vị. Đây là viên ngọc mà Châu Phú là quấn vô. Đó, cho xuyên ánh sáng nha quý vị. Xuyên ánh sáng vô thì chiếu ra cái màu xanh cùng với 7 màu quý vị. Đây quý vị. 5 hay 7? Tôi đếm thì có 5 mà. Thì con thấy màu nhóc chân nói 7 màu vậy. Vậy là cô đếm được 5 màu phải 5 không? 5 màu. Một màu đỏ nè. Dạ. Một màu tím là 2 nè. Màu xanh dương là 3 nè. Bỏ cái đèn ra màu nè, xanh lá lấy là cái 4 đèn nè. Đó, lấy đèn ra không thấy gì chân nha quý vị. Đưa cái đèn vô là trong suốt ra cái viên ngọc chiếu ra nè quý vị. Đó, rất là đặc biệt. Bên đây cũng vậy nữa nè quý vị. Đó. Thấy màu rõ không? Cái nè, đưa cái đèn ra nè, đèn thui nè. Khi mà đưa cái đèn vô nè quý vị. Đó. Chiếu ra cái ánh sáng rất là lạ. Ngọc gắn nhả ra nha quý vị. Em thấy không? À, nở cái đèn ra nè. Đưa đèn vô nè. Ừ. Ha. Ừ, đẹp quá. À. Đèn chiếu vô luôn. Rất là đặc biệt. Bên đây cũng vậy nữa nè quý vị. Đó. Ừ. Không, đưa đèn ra nè, đèn thui nè. À. Ha, đèn thui luôn. Đưa đèn vô. Ừ, chụp trong điện thoại nhìn nó đẹp dữ sợ đây luôn. Đây nè, đó đưa đèn vô nè quý vị. Ừ. Rất là đặc biệt. Ừ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, Châu Phú thì không có biết phân biệt ngọc, chỉ biết gọi đèn cho siêu sáng chói qua tới bên kia. Nếu như mà một cái giống như một cái ly mấy cái tách nè quý vị. Đó mà tách thường, tách giỏm á thì gọi không bao giờ chỗ siêu sáng qua đây được nha quý vị nè. Đó, tách bình thường nữa vậy ha, không bao giờ chỗ sáng qua tới bên kia. Đó, cho nên là Châu Phú xin quay để cho quý vị xem. Nếu mà đá thường bằng đạn thường á là sẽ nhìn thấy nè, giống như quay vô đây là không bao giờ chỗ nữa vậy đó. Nam Mô Di Đà Phật. Cái này chắc nghi tốt rồi đó cô ơi. Tốt ha. À, tốt, ngọc tốt, chắc ăn phải không? Dạ vâng. Và cái thưa quý vị thì Châu Phú thì rất là dở về đá ha, phong thủy, mà Châu Phú chỉ biết là gọi đèn thôi quý vị. Đó, gọi đèn để mà nhìn thấy nó chỗ ly thôi. Nhưng mà bây giờ thì thấy cái viên ngọc này cũng rất là lạ, cho nên gửi đến quý cô chú anh chị cùng xem. Đó, rồi comment lên kênh Châu Phú, không biết đó phải là cái viên ngọc gắn không. Đó, và xin chúc cho quý cô chú anh chị sức khỏe. Nếu mà video có gì sơ sót thì mong quý vị thông cảm bỏ qua nha. Chúc quý vị sức khỏe bình an nha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chú Phú đến đây thứ nhất là thăm cô Mười, xong rồi thấy cái nơi mà cô Mười ở đó vị, thì ở đây thì yên tĩnh để cho cô tịnh tu tại đây. Thì sau khi mà thấy cái nơi đây vậy thì cái ngôi thờ bị mục chân vị, cho nên nó là Châu Phú cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cô Mười một phần để tiếp sức với cô, nhất là trong đây giờ người ta cho gạo cũng cho hết rồi, cho nên Châu Phú đại diện Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cho cô Mười có thể mua gạo nhé vị. Và cô bây giờ cô nấu bằng bếp ga hay nấu bằng củi cô? Nấu củi không à? À cô đi chặt củi, kiếm củi rồi cô phơi khô. À quên nữa, nấu nấu cơm thì ghim vô để cháo, nó có cho cái điện á. Dạ. Điện đó nó câu thì nó trả tiền điện hết trơn á. Dạ. Có thằng cháo. Vậy đó ha. Ừ, nó hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho mình hết. À tốt quá ha. Ờ rồi còn mình nấu đồ ăn thì mình nấu củi. Dạ. Còn cơm mình ghim có một miếng gạo à, mình ghim vô một chút cái nó chín rồi. Vậy ra mình không có sợ hao điện. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cháu kính thưa vị, bây giờ Châu Phú đại diện cho hai vị Mạnh Thường Quân để mà hỗ trợ cô Mười phần gạo ha, ăn để mà tu, rồi phần dầu ăn nước mắm gì đó, có gì nữa cô mua ha. Hai vị Mạnh Thường Quân để mà gieo duyên với cô Mười, cầu nguyện hồi hướng công đức lành cho tất cả những nhà Mạnh Thường Quân luôn nhé vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Zalo thôi Kim Nguyễn ở Mỹ hết sổ. Tiếp tục chú Hiếu ở Mỹ. À vậy là chú Hiếu có duyên với cô nha. Chú Hòa nó nào nghe, chú Hòa có chú hứa để kêu chú thêm chú xuống. Dạ. Mà mình thấy bận rộn bi thì chú Hòa nhiều công chuyện. Dạ, lắm. Dạ. Tội nghiệp chú không lắm. Sao để đi đi cô. Bây giờ chú Hiếu ở Mỹ nha. Để coi cô Mười. Cô Mười tu ở chân núi Cấm ha, 500. Rồi chú Hiếu ở Mỹ gửi hỗ trợ cô 500. Đi bữa nay Châu Phú đi về quay lễ về. Rồi khuya nay á là đi đại diện Mạnh Thường Quân để mà đi cứu trợ chung với đoàn chú Hai Chuỗi, chú Ba Tèo đi ra vùng ngoài vậy. Đi nữa hả? Dạ con đi vùng ngoài. Tôi cũng 200. Tính bữa nay ở đi lễ, nhưng mà ngày hôm qua có đi 400. Ra ngoài chùa thầy cúng rồi. Rồi 500 cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chú Hiếu tôi cũng là gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân chú gì. Dạ chú Hiếu. Chú tất cả Hiếu. Mạnh Thường Quân đi. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Có sức khỏe để mà gặp nhiều thuận lợi. Dạ. Để có tiền để hỗ trợ cho những người khổ sở mà kiểu như không có gạo ăn á. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ. Thì này những khoản này thì cô thấy đủ duyên với ai, cô cứ thoải mái cô giúp ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì ở đây á cái này tôi lãnh đây thì chắc tôi cũng mua gạo tôi cũng chia sớt cho xóm điện, nó nằm ngay chú Hòa chú cũng kêu tôi lên trển để chú cho, nhưng mình thấy quá cô bác người ta cũng nhiều người quá người quá khổ. Rồi thôi để chia sớt cho người ta đi trước đi. À, rồi mình về đây từ từ mình hỗ trợ ở dưới này tiếp tục sao nữa, cái này lãnh đây mình cũng hỗ trợ tiếp với cô bác ở sớm. Okay, Zalo Mai Phương 2 triệu ủng hộ các cháu bé Bà Na. Con khuya nay con đi ra ngoài để ủng hộ các cháu nha cô. Mô Di Đà Phật. Đây sổ rồi. Zalo Hận 2 triệu. Một phóng sanh hồi hướng của quyền trăm họ, hai hồi hướng cũng cho mẹ vô sổ rồi, phóng sanh rồi. Sổ là phải ghiêu rõ ràng đó vị. Tiếp tục rồi Zalo của Nguyên Trung. Anh này cũng là tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa anh này cũng nguyện hồi hướng cho gia đình. Anh này là cũng có tâm muốn hỗ trợ người tu nè, cho nên lật ngay ảnh nữa nè. Đó, và quý cô chú anh chị ai cũng muốn hỗ trợ người tu chứ, nhưng mà cái duyên cho nên tại vì không có chích tiền hết của Mạnh Thường Quân quý vị. Khi mà Châu Phú quay rồi, quý cô chú anh chị có thể là muốn hỗ trợ để mà cái phần này đó làm cho cái nơi xà phượng khang trang thì liên hệ với Châu Phú nha. Cái này chắc không có nhiều tiền cho quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật, hứa hẹn vào những cái lần tới Châu Phú ghé thăm cô đủ cái nhân duyên để mà giúp cho cô khoản này. Thứ nhất là cô Mười ẩn tu chân núi Cấm 500. Rồi không biết đủ 500 không đây. Thôi không đủ thì để giúp cho người khác. Đủ chắc đủ. 2
3 4 5 rồi đúng ý. Dạ Nam Mô Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ. Thầy con cũng cái này thật ra thì con ở đây thì cũng có con cháu, có cái gì nó cũng cái chuyện mà gạo thóc á, không phải là mình không có ăn. Con cháu nếu mà có cho nó hay thì nó cũng hỗ trợ gạo thóc, đồ ăn đồ cho mình. Nhưng cái này con cũng nói thật với Mạnh Thường Quân á, là con lãnh cái trách nhiệm này. Hồi lúc con đi lên chú Hòa thì con có hứa với ở xóm này mấy cái người nghèo nghèo xung quanh đây, với mấy cái cô đi gánh củi về mua gạo ăn nè, có ghé đây than đó. Mình thấy mình cũng động lòng, mình mới điện chú Hòa nói là cho tôi xin một hai phần gạo về để tôi cho lại. Nhưng mà khi mình về cho lại mình cũng nói là của trên cốc gửi về cho chứ mình không nói của mình. Thì bây giờ lên trển ngày nay thấy người ta cũng quá đông rồi, không có đủ quà để phát. Thì thôi mình cũng nói chú Hòa thôi để phát hết cho người ta đi. Rồi mình về mình tính sao, từ từ mình có thể con cháu nó có cho tiền dư mình đi mua gạo mình cho anh ta. Rồi không ngờ bữa nay có cái duyên chú Phú ghé đây, mấy Mạnh Thường Quân hỗ trợ, chú Phú có duyên hỗ trợ cho mình thế này thì ngày mai mình đi ra chợ mua gạo về mình mới kêu cô bác đó lại, mình chia sớt với cô bác phần nào. Chứ cái này không phải mà mình dùng hết nha. Nói có ở đây có Tâm Bảo, có của huyện đây. Cảm ơn con. Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, chúc để chúc cho mấy chú Mạnh Thường Quân có dịp nhiều may mắn, sức khỏe để làm, có tiền rồi để hỗ trợ cho những người khổ sở vậy đó. Chứ mình thì cũng có con có cháu cũng không có nỗi nào gì quá, chỉ có cái ước là làm cái Tâm Bảo cho khang trang, mình ước vậy đó. Có thể được đó thì có duyên đó thì được, để mình cúng thờ tịnh tâm, mình ở đây là mình lo mình niệm Phật để cho tới ngày viên mãn vậy rồi đó. Cảm ơn cái không có ước nhập tường nhà gặp gì nữa hết. Chúc con sức khỏe ha. Và vâng, thì kính thưa quý vị, bây giờ thì video cũng đã dài rồi. Châu Phú cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã có những cái tấm lòng tiết kiệm những khoản tiền của mình để gửi cho các anh em YouTube, giúp đỡ cho bà con nghèo và những người ẩn tu quý vị. Xin đồng kính chúc toàn thể quý vị có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nhé. Video có gì sai sót mong quý vị thông cảm bỏ qua. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.